Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Thu Anh, Tarot Reader tại Magic Shop, cửa tiệm chữa lành tâm hồn. Mình ở đây để trải bài chung hoặc cùng bạn trò chuyện về tâm linh, vũ trụ, bản đồ sao và tâm lý học. Bạn có thể đặt lịch xem trải bài riêng với mình qua fanpage Tự học Tarot cùng Thu Anh, đặt lịch xem lá số chiêm tinh qua fanpage Chiêm tinh cổ học, đặt mua đá thạch anh và phẩm phong thủy giống như những đồ vật mình cho các bạn chọn tụ qua fanpage tiệm phong thủy của Thu Anh. Ngoài ra bạn nào mà hứng thú về gói vận hạn năm mới hoặc là muốn biết về tổng quan, phân tích, dự đoán chi tiết một năm tới của các bạn sử dụng bài trà thì liên hệ với mình qua các fanpage nhé. Rồi, link dẫn đến các fanpage mình để ở dưới phần mô tả. Trải bài của ngày hôm nay thì như tiêu đề đó là thông điệp tình yêu trong năm 2023. Thông điệp tình yêu trong năm 2023 không nhất thiết là dự đoán chuyện tình cảm, dự đoán các tình huống xảy ra trong khía cạnh tình cảm của bạn, mà có thể là dự đoán nhưng đồng thời có thể là thông điệp bạn cần nghe để có được một khía cạnh tình cảm lành mạnh hơn, có được một mối quan hệ lành mạnh hơn, không còn độc hại nữa. Và cách để các bạn thu hút chuyện tình yêu, nói chung mình thì rất là open trong những cái thông điệp mình nhận được. Có thể với tụ 1 đó là dự đoán, với tụ 2 nó là thông điệp chữa lành bạn cần nghe. Đấy. Thì mình chỉ biết đó là những thứ dù bạn chọn tụ mấy thì đó đều là thứ bạn cần phải nghe về khía cạnh tình cảm trong năm 2023 này. Và để chọn tụ mình sẽ có 3 tụ bài như thế này. Và tụ 1 là bộ bài màu tím. Đấy. Và móc aquamarine. Đấy. Thì thông điệp của tụ 1 sẽ liên quan đến năng lượng của đá aquamarine. Đây là một loại đá khá là, nói chung là chưa đến mức là đá cao cấp nhưng mà sẽ cao hơn đá bình dân một chút. Rồi, aquamarine thì sẽ là bùa hộ mệnh dành cho bạn nào mà đi xa, đặc biệt là đi đường thủy. Và nếu nói về chuyện tình cảm thì sẽ giúp cho các bạn giao tiếp trơn tru hơn, bạn thể hiện được bản thân tốt hơn, bạn mở được luân xa cổ họng. Đấy, và thành giúp cho giao tiếp giữa bạn và người yêu hoặc bạn đời tốt hơn, suôn sẻ hơn. Ngoài ra thì những loại đá có sắc xanh da trời đều mang đến cảm giác bình yên, an nhiên cho người sử dụng. Tụ 2 là thạch anh hồng kèm theo mix với hòa điền và ngọc trai. Thì các bạn tụ 2 sẽ có thông điệp liên quan đến cải vận đào hoa, các bạn có thể sẽ trở nên đào hoa hơn trong năm nay. Ngoài ra thì thạch anh hồng sẽ có liên quan đến luân xa trái tim, giúp các bạn chữa lành được tổn thương tình cảm và giúp cho các bạn học cách yêu bản thân một cách vô điều kiện. Bởi vì khi mà các bạn yêu bản thân mình, các bạn có được mối quan hệ lành mạnh với chính mình thì lúc đó các bạn mới có được mối quan hệ lành mạnh với người khác. Và tụ 3 là móc chìa khóa tỳ hưu mã não đỏ. Tỳ hưu là cái con vật, linh vật mang ý nghĩa biểu tượng là bảo vệ này, đem lại phước lành, may mắn cho chủ nhân. Thế thì trong khía cạnh tình cảm của các bạn tụ 3 trong năm nay, mình thấy nó sẽ liên quan nhiều đến năng lượng màu đỏ của mã não đỏ. Tức là một cái năng lượng khá là nhiệt huyết, tràn đầy nhiệt huyết, tràn đầy lửa. Có lẽ là bạn sẽ gặp được một đối tượng đem lại cho bạn sự đam mê, nhiệt huyết, đem lại cho bạn lửa tình yêu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Hoặc đơn giản là bạn cảm thấy yêu đời hơn bao giờ hết. Rồi, thì các bạn có thể chọn tụ dựa trên thông điệp liên quan đến loại đá chọn tụ mà mình vừa mới nói. Các bạn có thể chọn theo trực giác và mình sẽ cho các bạn một vài giây để các bạn sử dụng trực giác và chọn tụ nhé. Các bạn nhớ nhắm mắt vào để cảm nhận. Rồi, chắc hẳn là các bạn đã chọn tụ xong rồi đúng không? Giờ mình xin phép được vào từng tụ bài nha. Xin chào các bạn tụ 1, các bạn là những người
chọn móc thạch anh, à móc đá aquamarine. Rồi, với trải bài của các bạn thì đầu tiên mình sẽ rút cho các bạn hai lá bài tarot trước. Thông điệp tình yêu bạn cần nghe trong năm 2023. Wow, bốn gậy. Ngay lập tức chúng ta có bốn gậy và tám xu. Wow. Chưa gì mình đã thấy có tin vui dành cho các bạn tụ một rồi nha. Mà cái tin vui này á, nó đến không phải là đột nhiên đột ngột bạn nhận được cái tin vui kiểu như này đâu, mà qua quá trình cố gắng nỗ lực cải thiện bản thân, quá trình chữa lành mới có được cái tin vui bốn gậy. Với một số bạn tụ một thì các bạn có thể là sẽ được cầu hôn, thậm chí kết hôn hoặc tìm thấy bạn đời trong năm nay. Nhớ nhá. Và như mình nói ngay từ đầu, đối với các bạn tụ một, thông điệp từ đá Aquamarine tức là đem lại cho bạn sự yên bình, sự bình ổn. Đó, thì về khía cạnh tình cảm, về khía cạnh yêu đương lãng mạn, mình thấy các bạn tìm được bến đỗ bình yên trong năm nay. Mà đây mình nói rồi, không phải là đang yên đang lành tìm được cái người này, hay đang đi yên đang lành tìm được cái cảm giác bình yên này, mà nó là sự nỗ lực không ngừng nghỉ từ những năm trước. Mà mình thấy cái nỗ lực này là nỗ lực một mình. Tức là thế nào? Khi mà bạn nỗ lực một mình tức là bạn chữa lành một mình. Đấy, quá trình chữa lành là quá trình xảy ra khi ta ở một mình nhiều hơn là ta ở với người khác. Bởi vì chỉ khi nào bạn ở một mình thì bạn mới có cơ hội nhìn vào bên trong, nhìn vào bên trong, chất vấn bản thân tại sao mình lại cư xử như thế, rồi mình đã từng gặp cái khó khăn nào à trong cuộc sống à, rồi mình từng bị cái tổn thương nào à, thế làm thế nào để chữa lành cái tổn thương này. Đó, thì cái kết quả yên bình mà bạn nhận được trong năm nay nó chỉ đơn giản là giống như là kiểu nỗ lực được đền đáp xứng đáng. Nó giống như kiểu là thay vì nói là bạn nhận được cái một cái khoản tiền từ trên trời rơi xuống, thì đây là cái khoản tiền có được, khoản lương của bạn từ những cái chăm chỉ nỗ lực trong quá khứ. Đấy là một tin vui. Giờ mình sẽ rút cho bạn một số lá bài trà. Hạnh phúc. Trời ơi. Này. Tháng 2, tháng này luôn. Và những tình huống tạm thời. Rồi. Sự hạnh phúc tháng 2 và tình huống tạm thời. Giờ mình sẽ rút hai lá bài của bộ spell. Bộ này là rất phù hợp với bạn nào mà đang tìm hiểu thuật phù thủy. Chúng mình có candle, cam. Moonstone, everyday magic. Moonstone, đá mặt trăng, thì ngay lập tức mình nghĩ đến trực giác. Có lẽ là bạn có cảm giác như là bạn trước khi gặp được cái đối tượng đem lại cho bạn sự yên bình này, bản thân bạn đã có một cái trực giác nào đó là mình sẽ gặp họ, hoặc là tại thời điểm bạn gặp họ, trực giác của bạn cho bạn biết rằng bạn với họ sẽ đi lâu dài. Sẽ có khía cạnh trực giác ở đây. Và một lá bài Oracle cuối cùng. Úi. Hãy luôn duy trì cái năng lượng trẻ con. Không phải trẻ trâu mà là trẻ con. Rồi, năng lượng của sự tò mò. Ok. Rồi, với trải bài của các bạn tụ 1 thì mình thấy đấy là năm nay, trong năm nay đấy, như mình nói là bạn sẽ tìm được bến đỗ của sự bình yên. Thật ra cái này mình hiểu theo cái nghĩa
rộng hơn một chút, đấy là không phải lúc nào bạn cũng sẽ tìm được cái người đem đến cho bạn bình yên, mà có thể là bạn vẫn đang ở trong cái mối quan hệ hiện tại, bạn vẫn đang độc thân, nhưng mà vì bạn tìm được sự bình yên rồi, thế nên dần dần nhá, cái chuyện tình cảm dần dần mới được cải thiện. Đấy, và bạn chúng ta vẫn luôn có một cái suy nghĩ là chúng ta tìm kiếm ai đấy đem đến cho ta cảm giác bình yên này, chúng ta tìm kiếm ai đấy mà khi mà tìm được người này tự dưng họ như kiểu thiên thần cứu rỗi mình, tự dưng cuộc sống của mình rồi mọi thứ nó tự dưng bỗng dưng có người yêu hay bỗng dưng có bạn đời là mọi thứ nó như kiểu mảnh ghép nó được vào đúng vị trí rồi, cuộc đời của ta đi đúng quỹ đạo, bla 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 bla, sai sai hết sai hết. Mà tự bạn phải làm thế nào đấy khiến cho cuộc sống đi đúng quỹ đạo, vào đúng vị trí đã, thì cái người dành cho bạn mới xuất hiện. Nhưng mà trước giờ là đa phần chúng ta cứ bị đi ngược. Khi mà cuộc sống của bạn chưa vào đúng quỹ đạo mà bạn đã yêu hay bạn đã kết hôn thì cái đối tượng của bạn hay cái mối quan hệ của bạn cũng không có được cải thiện đâu. Mà thường thì khi mình chưa đi đúng quỹ đạo, mình sẽ thu hút những người cũng đang chưa đi đúng quỹ đạo. Đó. Thì với trải bài này thì mình thấy là nhìn chung là một năm khá yên bình, an nhiên về khía cạnh tình cảm. Và ngay từ cái tháng 2 này này, ngay từ tháng 2, tháng mà bạn đang nghe trải bài, tháng, không phải tháng bạn nghe trải bài mà cái tháng mà mình làm cái video này, là mình đã cảm thấy các bạn tụ một đã có sự bình yên trong khía cạnh tình cảm rồi. Đó. Và trong trước khi mà bạn gặp được cái người, nhưng mà trước khi bạn gặp được cái người mà đem lại cho bạn sự bình yên thật sự ấy, thì mình thấy là có thể là trong nửa đầu năm bạn sẽ vẫn có những cái đối tượng có thể là chớp nhoáng, hoặc là những cái mối quan hệ tìm hiểu hẹn hò xong rồi thế thôi, xong chỉ vậy thôi, không có đi tiến xa hơn đó. Nhưng mà cũng không có vấn đề gì vì mình thấy là các bạn tụ một đang trong cái trạng thái rất là mở lòng. Bạn rất là mở lòng, bạn sẵn sàng đón nhận những mối quan hệ mới, bạn sẵn sàng dành thời gian để đi chơi, để tìm hiểu người ta, trò chuyện cùng người ta. Nếu mà cảm thấy họ không hợp thì chúng mình dừng tại đây, không vấn đề gì hết. Cái cảm giác có gì đấy rất là chill, xuôi theo dòng. Khiến cho mình nghĩ có thể các bạn tụ một lớn tuổi rồi, hoặc là các bạn đã trải qua nhiều biến cố tình cảm rồi. Vì cái thái độ của các bạn đối với chuyện tình cảm rất là, như mình nói, chill. Đấy. Và bạn vẫn giữ được cái năng lượng của đứa trẻ tò mò khám phá thế giới mới, và bạn như kiểu không quan tâm là bạn đã từng vấp ngã hay là bị tổn thương, bị cắm cho bao nhiêu cái sừng trên đầu, không quan trọng. Đối với bạn, bạn vẫn tò mò hứng thú về chuyện tình cảm, bạn vẫn tin vào một cái tình yêu nồng nhiệt cháy bỏng. Bạn không bị trái tim không hề chai sạn. Đấy, cái kiểu này không phải là người chưa từng yêu bao giờ, mà mình chắc chắn là đã từng yêu rồi, tổn thương rồi, chữa lành xong rồi, và quay trở lại nhìn nhận lại khía cạnh tình cảm dưới cái góc độ the full, chẳng khờ chẳng ngốc. Tôi chữa lành xong rồi, tôi quay lại đây, nhưng mà lần này tôi không còn ngu ngốc và khờ dại như trước đâu nhé. Mặc dù tôi vẫn giữ được cái tinh thần lạc quan tích cực của một đứa trẻ. Đây là một năng lượng khá là tốt. Đấy, và như mình nói là chắc hẳn là các bạn tụ một đã có một cái trực giác là năm nay sẽ gặp người đó, năm nay sẽ gặp định mệnh của bạn, sẽ gặp cái người mà cùng bạn đi trên hành trình tình yêu, một cái hành trình bình yên, một hành trình không có quá nhiều drama. Một mối quan hệ bình ổn, một mối quan hệ lành mạnh là thứ mà các bạn tụ một đang cần tại thời điểm này, và bản thân các bạn cũng đang toát ra cái năng lượng, cái nguồn năng lượng của sự yên bình. Mình toát ra nguồn năng lượng như nào thì mình sẽ thu hút cái nguồn năng lượng y hệt như thế vào cuộc sống. Ok. Một trải bài đẹp. Một trải bài khá là đẹp. Và như mình nói, một số bạn tụ một sẽ có tin hỷ trong năm nay. Đấy. Rồi, nhưng mà nó sẽ đến vào những cái tin tức quan trọng ấy, nó sẽ đến vào nửa cuối năm nhiều hơn, vì nửa đầu năm mình thấy vẫn có những cái tình huống như là hẹn hò vui vui thế thôi, đang tìm hiểu nhau vui vui thôi.
Rồi thì đó là trả bài các bạn tụ một, thông điệp tình yêu dành cho các bạn. Mình xin phép được dừng trả bài ở đây. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Đừng quên ủng hộ kênh Tự Học Tarot cùng Thu Anh nhé. Bye bye. Xin chào các bạn tụ hai. Các bạn là những người chọn móc khóa Thạch Anh Hồng mix với Nhẫn Hòa Điền. Thì thông điệp của các bạn tụ hai, mình khá là chắc chắn các bạn sẽ đào hoa hơn trong năm nay. Với những bạn nào mà đang độc thân, thật ra không độc thân thì cũng vẫn có thể đào hoa mà. Và một số bạn sẽ có tin tức về con cái trong năm nay. Rồi, đầu tiên mình sẽ rút hai lá bài tarot cho trải bài của các bạn tụ hai. Sáu kiếm và nữ tư tế. Ok. Với hai lá bài này thì có một thông điệp khá là rõ ràng, đấy là trực giác của các bạn đang kêu gào tha thiết các bạn tụ hai hãy rời khỏi một mối quan hệ hoặc một tình huống tình cảm không còn phù hợp với các bạn nữa, không còn mang lại, không còn cùng tần số, cùng giá trị với các bạn nữa. Hãy mau mau rời khỏi, hãy mau mau đi đi thôi. Trực giác của các bạn biết rồi, thậm chí một số bạn còn nhận được những cái điểm báo, thông điệp đến từ giấc mơ. Một số bạn thì đang trực tiếp nghe trả bài này, bài nói Thu Anh nói là bạn nên rời khỏi. Đôi khi mối quan hệ đấy không nhất thiết là quá drama hay là quá toxic, chỉ đơn giản là hai người không còn cùng sóng não, không cùng tần số nữa. Một người thì muốn phát triển theo hướng A, một người muốn phát triển theo hướng B, và hai cái hướng đấy nó là đường thẳng song song. Hoặc là hai đường đấy, hai hướng đấy dễ dàng hai nhánh khác nhau như thế này và sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Đôi khi là như vậy. Đấy. Thế nên là bạn tụ hai cần cân nhắc một chút về cái tình huống, về mối quan hệ mà các bạn đang có trong cuộc sống. Đôi khi nó không nhất thiết là mối quan hệ, mà thứ mà các bạn cần phải từ bỏ ở đây là một thói quen không tốt nào đó khiến cho chuyện tình cảm của các bạn lận đận. Một thói quen hoặc một cái tình huống nào đó hay một cái điều kiện nào đó khiến cho chuyện tình cảm của bạn lận đận hơn bình thường thì bạn cần rời khỏi cái tình huống đấy. Ví dụ như là bạn đang có một cái lối sinh hoạt rất là thiếu lành mạnh đi. Lối sinh hoạt đấy không cho bạn thời gian để đi tìm hiểu người khác, hay lối sinh hoạt đấy không cho bạn thời gian để được ở cạnh người mình yêu thương, hoặc một công việc quá bận rộn. Đấy thì bạn cũng đều phải cân nhắc về những cái tình huống, những cái điều kiện như thế. Úi giời. Rồi bây giờ mình sẽ rút cho bạn ba lá bài trà. Một cũng ra được cái lá là hạnh phúc. Rồi một lá màu tím nha. Tin vui tình cảm có thể sẽ đến vào tháng 7. Và lá màu xanh, tình yêu. Vâng. Thật ra các bạn tụ hai á, thứ các bạn thật sự rất khao khát đó là tình yêu. Cái ba cái lá bài trà này khiến cho mình có một cái cảm giác như là có thể ngoài mặt các bạn nói với những người xung quanh là ta không cần tình yêu, ta độc thân vẫn ổn, hoặc là ta không cần cái mối quan hệ hiện tại cải thiện nữa, ta với anh ấy đang ổn định, ta với cô ấy đang ổn định rồi, mọi thứ ổn định rồi, ta không cần gì hơn. Nhưng mà thật ra trong thâm tâm, trong tiềm thức, bạn vẫn muốn có được một cái thứ tình yêu mãnh liệt, bạn vẫn muốn có được sự hạnh phúc đến từ chuyện tình cảm. Và mình thấy là trong tháng 7 dương lịch nhá, trong tháng 7 dương lịch năm 2023 sẽ có một cái bước chuyển quan trọng, một cái bước ngoặt quan trọng về khía cạnh tình cảm của các bạn.
chữa lành. Spell chữa lành. Và spell con mắt thứ ba vẫn là spell về trực giác thôi. Thế thì cái khía cạnh trực giác năm nay khá là mạnh. Nên mình thấy là có giống như kiểu trước khi bạn gặp người phù hợp dành cho bạn là bạn đã có những cái giấc mơ ấy. Hoặc là đơn giản là bạn có được một thôi thúc. Bạn có những cái thôi thúc rất mãnh liệt về khía cạnh tình cảm trong năm nay. Thôi thúc làm một cái gì đấy, thôi thúc đi đâu đấy, hoặc là thôi thúc từ bỏ một ai đấy. Có những cái thôi thúc rất mãnh liệt như thế. Hãy giữ cho ước mơ của bạn được sống mãi với thời gian. Rồi. Năm nay là một năm mà các bạn tụ hai, có lẽ là cần phải quyết liệt hơn một chút về cái hành động của bạn nếu mà các bạn thật sự muốn có được cái sự hạnh phúc. Các bạn muốn có được tình yêu, các bạn cần phải mãnh liệt và quyết liệt hơn nữa, hành động dứt khoát hơn nữa. Thì mình thấy là nếu nói về tổn thương hay là về những cái chữa lành thì cũng không còn quá nhiều tổn thương nữa. Và mọi thứ cũng đã được chữa lành hòm hòm rồi. Nhưng mà có cảm giác các bạn tụ hai vẫn đang ở trong vùng an toàn, ở trong một mối quan hệ quá ổn định và an toàn, hay ở trong một cái tình huống nào đấy quá ổn định và an toàn. Và để cho cái chuyện tình cảm hay là cái khía cạnh tình cảm nó có thay đổi lớn, tự các bạn phải làm một cái gì đấy. Tự các bạn phải làm một gì đó. Vì mình thấy các bạn tụ hai cái thời điểm này á, cái thời điểm mà các bạn đang nghe trải bài này, nó giống như là cái ước mơ của bạn hay cái kỳ vọng của bạn vào chuyện tình cảm nó hơi khác với những gì mà các bạn, nó không được ăn nhập với những gì mà các bạn đang làm, nó không được ăn nhập với hành động của các bạn. Mình lấy một ví dụ, như mình nói cái ví dụ vừa nãy, thật sự là bạn mong cầu được yêu, được hết mình vì tình yêu, được trải nghiệm sự hạnh phúc trong khía cạnh tình cảm, trong mối quan hệ với người khác, được yêu bản thân mãnh liệt hơn chẳng hạn. Nhưng mà hành động của các bạn thì bạn lại tập trung cho sự nghiệp, cho tiền bạc. Các bạn ở một mình, các bạn không chịu giao lưu với người khác, hoặc là các bạn không chịu tìm hiểu ai đó ở sâu sắc hơn. Đấy, tức là hành động và mong muốn nó đang hơi khác nhau. Đấy, thì cái vấn đề này có thể xuất phát từ ego này, từ những cái sự kiện xảy ra trong cuộc sống khiến cho mình phải đi cái hướng nó hơi ngược với con tim. Ví dụ con tim mong muốn hướng bên phải mà lý trí và cơ thể cứ đi theo cái hướng bên trái, thì thành ra là đi thì cứ đi thôi, nhưng mà luôn cảm thấy có một cái sự bất mãn lớn. Giống như kiểu là cái kiểu này giống như kiểu là có thể đã từng gặp tổn thương vì chuyện tình cảm trong quá khứ, xong rồi thu mình vào ở một mình và nó thông báo với thế giới là ta đây không cần tình yêu. Nhưng mà thật ra là tại sao lại không hiểu tại sao lại cảm thấy cô đơn, cảm thấy bất mãn đến thế. Đấy, thì mình nghĩ có lẽ là năm nay các bạn tụ hai cần học cách mở lòng nhiều hơn, hành động dứt khoát hơn, chấm dứt cái tình huống hiện tại. Bởi vì các bạn đang có một cái thôi thúc mãnh liệt làm gì đấy, và cái gì đấy của các bạn ấy nó sẽ giúp cho khía cạnh tình cảm cải thiện hơn nhiều. Và cái làm gì đấy nó sẽ có thể sẽ xảy ra vào tháng 7, hoặc là một cái bước ngoặt quan trọng về khía cạnh tình cảm nó sẽ xảy đến vào tháng 7 năm nay. Rồi, thì đấy là trả bài của các bạn tụ hai. Thông điệp cũng đã nói xong rồi. Cảm ơn các bạn tụ hai đã ủng hộ và lắng nghe. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ. Và đừng quên ủng hộ kênh Tự Học Tarot cùng Thu Anh nhé. Cảm ơn bạn lần nữa. Bye bye. Xin chào các bạn tụ ba. Các bạn là những người chọn móc khóa tỳ hưu, đám mắt hổ. Và như mình nói là trong tháng này, trong năm 2023 này, các bạn sẽ có những cái dung cảm khá là mãnh liệt.
ai đó, tình huống tình yêu nào đó đến và để lại cho bạn một ấn tượng vô cùng sâu sắc, khiến cho bạn đúng nghĩa là đam mê, đem đến đam mê nhiệt huyết, thổi bùng lên ngọn lửa trong tim bạn. Đấy, rồi. Hô hô hô, hai ly, trời ơi. Tám gậy. Cái mối quan hệ này trong năm nay sẽ có mối quan hệ mới. Chắc chắn là sẽ có những mối quan hệ mới. Mối quan hệ này nó được đẩy lên khá là nhanh, nó đẩy lên cao trào khá là nhanh. Không phải theo kiểu là đến thích nhau, tán tỉnh nhau nửa năm sau mới nắm tay đâu. Bạn hiểu ý mình đúng không? Chúng mình đều là người lớn nên chúng mình hiểu mà. Rồi, mối quan hệ nó sẽ có kiểu nó bị đẩy lên khá là nhanh, cái lửa bùng lên như vậy. Thì không nhất thiết là nhanh đến mà cũng nhanh đi, bởi vì với cái lá bài hai ly thì mình thấy đây có thể là một trong những cái mối quan hệ tiền kiếp. Bạn đã quen người này từ kiếp trước, thế nên là khi mà vừa mới gặp đã có sự thu hút mãnh liệt như kiểu con tim cùng tần số, con tim này và trí trí não cùng tần số ngay từ những lần đầu gặp mặt. Và giữa hai người có sự thu hút hấp dẫn giới tính cũng rất mãnh liệt. Đấy, giống như kiểu là vừa gắn kết về trái tim, vừa có ngôn ngữ tình yêu giống nhau, vừa cùng tần số về đầu óc, về suy nghĩ, tư tưởng, quan điểm sống, lại vừa hòa hợp về thể xác. Thế nên là mọi thứ nó bị thổi bùng lên nhanh là vì vậy. Đấy, nên hai người không cần phải chơi cái trò đoán ý nhau xem người kia đang cảm thấy như thế nào, mà có một cái sự ăn khớp rất khớp ngay từ những lần đầu tiếp xúc với người này. Rồi, giờ mình sẽ rút ba lá bài trà. Đầu tiên là một lá đỏ. Có sẽ có tình huống bài học khiến cho bạn hơi bối rối một chút. Nó sẽ rơi vào tầm tháng 9. Và một lá bài màu xanh, thành công, thành tựu. Trước khi đến được với thành công, thành tựu trong khía cạnh tình cảm thì bạn cần phải học một cái bài học nào đó thì mới có thể thành công được. Mình nghĩ là vẫn sẽ liên quan đến cái mối quan hệ này. Quyết định của Divine, quyết định Divining. Sun Moon Spell, cả Sun cả Moon luôn. Hai hành tinh rất là mạnh mẽ. Mạnh mẽ, không đúng. Hai hành tinh mà có ảnh hưởng nhiều đến lá số của một người. Mặt trăng, mặt trời. Thì cái việc mà bạn gặp được cái người này á, nó là một phần của số phận. Một phần của số phận rồi, không thể tránh được. Bản thân bạn và họ chắc chắn cảm nhận được điều này. Cái setting hoàn hảo, tức là mình vừa mới nói xong. Cái việc mà bạn gặp được người này ấy, nó là hợp lý. Nó hợp lý dành có thể hợp lý dành cho cả hai người tại thời điểm này. Đây là một mối quan hệ mang tính số phận rất là cao. Cái sợi dây gắn kết của hai người rất mãnh liệt. Rất là mạnh mẽ và khó bị dứt đấy. Thì mình nói rồi, mình cảm nhận được được đây là một mối quan hệ mang tính tiền kiếp. Tức là hai người chắc chắn là đã quen nhau, đã là gì đó của nhau ở kiếp trước, và kiếp này đến gặp lại thì có thể là mình không còn ký ức nhưng mà linh hồn vẫn nhận ra nhau, và bạn sẽ có một cái cảm giác là mình chưa tiếp xúc nhiều với người này, mới nói chuyện một hai câu, nhưng tại sao mình cảm thấy thân quen thế và mình rất muốn được ở cạnh người này lâu hơn, và với điều kiện là cái cảm giác đấy nó phải đến từ hai bên.
thì đó mới là mối quan hệ tiền kiếp. Còn nếu mà cảm giác đấy chỉ đến từ bạn, còn họ không cảm thấy gì, thì có thể nó chỉ là cái delusion, cái ảo tưởng của một mình bạn thôi. Đấy. Tiếp nhá. Rồi, thì có thể là nói chung là khi mà gặp họ thì bạn thấy mọi thứ nó rất trơn tru ấy. Nó rất trôi chảy. Kiểu giống như bạn đang tìm kiếm một người như thế nào thì họ là một cái mảnh ghép hoàn hảo cho cái hình dung của bạn tại thời điểm đấy về nửa kia. Đấy. Rồi cái điều kiện rồi tình huống mà hai người gặp nhau mọi thứ nó rất perfect. Đấy, và cộng thêm cái việc là hòa hợp nữa nên là thành ra mới đầu bạn có lẽ là cái cảm xúc nó bị đẩy lên cao và đôi khi hơi cao quá khiến cho bạn bị choáng ngợp bởi cái mối quan hệ này. Và có thể một số bạn sợ cái sự choáng ngợp này và thấy hình như không ổn, mọi thứ đi nhanh quá, mọi thứ nó hoàn hảo quá, mình cảm thấy sai sai. Làm gì có một mối quan hệ nào mà hòa hợp từ đầu đến cuối như thế này, có gì đấy nó không đúng. Thì thật ra không có gì không đúng cả, chỉ là có lẽ là bởi vì bạn đã từng trải qua nhiều tổn thương và sự vấp ngã trong chuyện tình cảm trong quá khứ mà bạn không còn, hơi bị đánh mất niềm tin vào tình yêu thôi. Đấy, thì nếu mà bạn sợ thì bạn cứ chậm lại một chút cũng được, không sao cả. Chậm lại một chút cũng được, không sao cả, để lắng nghe bản thân nhiều hơn. Ví dụ lắng nghe rằng là để mình quan sát xem là mình có thật sự bị thu hút bởi người này, bởi trái tim, bởi đầu óc, bởi con người của họ hay không, hay tất cả chỉ là lust, tức là chỉ là cái sự quyến rũ thể xác nhất thời. Cứ chậm chậm lắng nghe không sao cả. Nhưng mà với cái kiểu mối quan hệ này thì mình nghĩ là dù bạn có lắng nghe nửa năm, một năm, vài năm sau thì bạn sẽ vẫn cảm thấy yêu thương người này như lần đầu mới gặp. Chỉ là mới đầu nó hơi bị bùng lên thì bạn sẽ có một chút frustration, tức là sự bối rối, cảm thấy nó cứ thế nào ấy, cảm thấy không, hơi sai sai. Một số bạn mà bị yêu bóng vía, thậm chí yêu người này xong tự dưng các bạn trốn tiệt đi đâu mất một tháng không liên lạc với người ta, và người ta sợ quá người ta trốn tiệt mất một tháng, thế là sẽ khiến cho cả đôi bên frustrated, tức là bối rối, tại sao đang yên đang lành đang yêu nhau mãnh liệt bùng nổ như thế, tự dưng mày biến đâu mất, vì một bên bị hãi quá, bị choáng ngợp quá bởi cái tình yêu to lớn này. Nhưng mà mối quan hệ này nhá, từ tháng 9 trở đi, tức là những cái tháng cuối năm ấy, nó sẽ bắt đầu yên bình trở lại. Thì mình nghĩ là bạn sẽ gặp cái người này chắc chắn là trước tháng 9 rồi. Nhưng mà từ tháng 9 dương lịch cái năm 2023 trở đi thì mới bắt đầu tìm được cái thành công, cho mối quan hệ nó bình ổn, để cho bạn 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 không bị cuốn vào nó nữa, mà bạn có thể gọi là chủ động ở trong cái mối quan hệ này và nhìn nhận rõ ràng về bản chất của họ, về bản chất tình yêu của mình, về bản chất của mối quan hệ. Nhưng kể cả như vậy thì bạn sẽ vẫn chọn tiếp tục với người này và họ cũng tiếp tục với bạn. Thì nó là một mối quan hệ mãnh liệt như thế, đem lại cho bạn sự mãnh liệt, đem lại cho bạn lửa, đam mê, nhiệt huyết. Đó, nhưng mà lại không phải theo kiểu là chóng chóng lên được cho chóng tàn. Nó không phải kiểu như vậy, nhưng mà nó sẽ khiến cho bạn choáng ngợp một lúc ở thời gian đầu. Thì nhìn chung đây là một trải bài đẹp, một trải bài khá là đẹp mà mình chắc, tin chắc là hiện giờ nhá, với trải bài này thì mình chưa thấy hai bạn sẽ có một cái gì để cam kết. Nhưng mà với cái kiểu mối quan hệ như thế này thì dù hai bạn có cam kết, hai bạn có đi được đến cuối hành trình hay không, thì đây vẫn là một mối quan hệ mà kiểu sau này là cái kiểu mối quan hệ sau về già bạn ngồi kể lại cho con cháu ấy, bà hay ông đã từng yêu một người sâu sắc sâu đậm như thế nhá. Nó sẽ là một mối quan hệ sâu sắc, khá là sâu sắc và khiến cho bạn nhớ mãi, dù có đến được với nhau hay không.
Rồi thì đấy là trải bài, là thông điệp tình cảm của các bạn tụ ba trong năm 2023. Mình xin phép được dừng trải bài ở đây. Thông điệp cũng đã nói xong rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ và đừng quên ủng hộ kênh Tự học Tarot cùng Thu Anh nhé. Bye bye.